Hello, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với trại bò giống Tiền Giang của em nha. Nói thì hôm nay là ngày 17 tháng 9 cô chú anh chị. Thì em cũng có một cái lô bò. Thì em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị một cái lô bò em mới vừa về luôn nha. Nó thì hôm nay là em xin giới thiệu với cô chú là có gồm có là đực chốt à, đực 3B có, rồi đực kem có nha, rồi có một bộ mẹ con nữa. Bộ mẹ con á, thì một con cái xin, một con cái xin tơ. Con cái xin tơ nó mới đẻ lứa đầu tiên. Nó đẻ ra con đực nha, nó sanh ra con đực. Nó bộ mẹ con đó là con đực. Con cái xin nó mới vừa đẻ lứa đầu tiên. Con nó là con đực. Đó thì cô chú anh chị nào nếu có xài bộ mẹ con hoặc là có kiếm đực chốt ít tiền thì ở bên em cũng có nha. Nó thì bên em này được chốt á, thì bây giờ hiện tại ở trại em bây giờ có 9 triệu có. 9 triệu có cho tới từ 9 triệu cho tới 16 triệu rưỡi nha, là được chốt qua B có, kem có. Rồi thì trước khi vào video thì cũng như xin mọi như mọi khi xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh. Nếu cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh á, chưa đăng ký kênh YouTube ở bên em á, thì cho em xin một cái đăng ký kênh nha. Đó thì cái đăng ký kênh này hoàn toàn miễn phí cô chú anh chị. Là trại em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì cô chú anh chị nào mà nếu muốn tới trại xem được tiếp thì cứ alo em sẽ hướng dẫn được cho đi. Thì trại của em ở gần ở ngã ba Trung Lương nè, đầu đường cao tốc Lương Phú đó, khu công nghiệp Tân Hương. Thì nói dụ mấy khu đó thì cô chú anh chị biết thì cứ tới đó thì cứ liên hệ số điện thoại em sẽ chỉ. Còn nếu ai có dùng Google Maps á thì cứ gõ trại bò giống Tiền Giang thì Google nó sẽ chỉ cho cô chú anh chị sẽ tới trại của em để xem nha. Đó rồi cũng không làm mất thời gian cô chú anh chị thì em cái video này thì em giới thiệu trước là em có giao mấy cái lô bò đó. Cái hôm mấy cái giao mấy lô bò thì hôm nào giao, ngày nào là em sẽ báo ngày hết. Em sẽ báo ngày mà ví dụ ngày mấy em giao là em báo ngày hết cho cô chú anh chị xem tham khảo nha. Xong rồi sẽ vào video là em sẽ báo giá từng con một hết trong chuồng nha. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em để xem trại bò bên em nay có gì nha. Rồi. Đủ hả? Đủ rồi. Bữa nay ngày 14 tháng 9 em giao cái lô bò này về Củ Chi nha. Lô bò 6 con. Bữa nay ngày 15 tháng 9 em giao 6 con này về Long Trì nha. Bữa nay ngày 16 tháng 9 em giao 3 con này về Vĩnh Long nha. Ba con được lỡ. Đây cô chú anh chị, em mới về một cái lô bò. Cái lô bò đực nha. Con nào nấy là ú nu ú nần nha. Rồi ở cái clip trước em có đăng lên thì có hai mấy thằng mẫu đẹp thì khách thấy là khách ưng ý là khách chốt hết rồi nha. Bò này là em mới vừa về luôn. Rồi ở đây là em có bộ mẹ con nè. Giới thiệu bộ mẹ con trước đi. Đó, cái con xin nha, con vàng xin móng móng sò hết nè. Đó, rúng yếm mà vú và bốn vú đều, bốn vú đẹp nha, đỏ mật. Nó mới lẻ lứa đầu tiên luôn. Đó, sái tích ngay luôn. Đây con đực con của nó nè, hết nói không. Con này thì khoảng 4 tháng mấy cho tới 5 tháng rồi nha cô chú anh chị, nó mập lúc rồi. Đó, cái đít khu hết nói không. Mới đẻ lứa đầu tiên. Đó, con đực nó là đỏ mật luôn nha cô chú anh chị. Con bò này rất là đẹp, rúng yếm đồ nói chung là rất là đẹp. Mới đẻ lứa đầu tiên là đàn khác vậy rồi. Cái này nó còn lớn tàn nữa nha cô chú anh chị, tại vì mấy con cái nó tơ á, thường là nó đẻ một lứa xong rồi nó còn mới bung tàn nữa nha. Đó thì nó mới đẻ con lứa đầu tiên nè. Nít khô con đực bê, con đực kem hết nói không. Lưng dài thôi khỏi bàn luôn, cái đít hết nói luôn.
Đó thì cặp này á thì bộ mẹ con này giá nó chỉ có 24 triệu thôi nha cô chú anh chị. 24 triệu thôi. Rồi cô chú anh chị nào cần bộ mẹ con tơ đẹp như vậy thì cứ liên hệ số điện thoại của em. Số điện thoại em là 0378224523, em ở ấp Phú Khương Xê, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Đó thì con đực con rất là mập luôn. Đó, đứt khu thì coi hết nói. Giá thì cũng quá mềm, chỉ có 24 triệu thôi. Rồi ở đây em có ba con giá 16 rưỡi nè. Đó. Lưng dài nè. Mấy con này thì nó cao từ 1m1 ăn lên hết nha cô chú anh chị, xương sóc rất là to luôn nè. Giò cản xương sóc to lắm nha. Đó, đít khu hết nói luôn. Đây con này hình đóng cái hình hết nói. Cứng bò dữ lắm à. Đó. Thấy đẹp chưa? Xương nè. Đó, giò cản thấy xương không? Hết biết cái dàn xương luôn á. Xương rất là to. Hình đóng cái hình hết nói. Đít khu mập lù nha. Nè đít nè. Lưng. Lưng tấm thớt luôn. Giá nó chỉ có 16 rưỡi thôi nha. Rồi, đây ba con. Ba con đồng giá nha. Ba con đồng giá đít khu mập. Con nào cũng lấy đít mập lắm nha. Đó, ba con đầu chuồng đồng giá 16 rưỡi. Ở đây em có 16 rưỡi. Con này giá nó 15 rưỡi nha. 15 triệu rưỡi. Quá đẹp luôn. 15 triệu rưỡi. Rồi ở đây con này 14 rưỡi. Con nào cũng lấy đít dữ lắm à. Đít thù khỏi nói. Lưng dài. Rồi ở đây em có ba con. Giá nó chỉ có là 14 triệu thôi. 14 triệu con nha cô chú anh chị. Đó, cao 1m1 có hơn. Ba con. Giá. Đó, mỗi con là 14 triệu con thôi. Đó. Ba con nè. Rồi ở đây em có hai con 3B, ba con 3B nha. Đó. Con này giá nó 14 triệu rưỡi nè cô chú anh chị. Đó. 14 rưỡi. Con này nó cao yếu 1m1 nha cô chú anh chị, chưa được 1m1 nha. Đó, giá chỉ có 14 triệu rưỡi thôi, mập lù luôn nha. Rồi ở đây con này giá 13 triệu rưỡi. 13 triệu rưỡi. Đít ú mề. Đó, 13 rưỡi nha. Con này cao 1m05. 13 rưỡi. Rồi. Hai con này giá 14 triệu rưỡi một con. Một con 3B này 8 tháng rồi cô chú anh chị, với con kem lớn tàn lớn xác. Lớn xương nhưng mà đều không được ú nha. Giá nó 14 rưỡi. Đây con này nữa. Con 3B. 3B muối tiêu. 8 tháng xương sóc mà nó cao 1m mấy luôn. Nhưng mà chỉ có 14 rưỡi thôi nha. Thì cô chú anh chị nào cần xài bài bò mà lớn khung lớn xương, gân gân dẻo dẻo bò thì cái hàng này là thích hợp nha. Giá nó rẻ lắm, có 14 rưỡi à. Còn ở đây có 9 triệu một con. Có hai con 18 triệu. Mấy con này thì nó cao cũng 1m rồi. Con này nó cao cũng có trên 1m này nha. Cũng lú lú 1m rồi. Đó, đít khu vậy đó. Giá con này quá mềm luôn, hai con này chỉ có 18 triệu thôi nha. Rồi thì cô chú anh chị nào cần xài bò ít tiền thì cũng alo em luôn nha. Rồi tại em ở ấp Phú Khương Xê, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Rồi. Rồi em chào cô chú anh chị. Nói em quay sơ qua cho cô chú anh chị xem cái nữa nha. Đó, quay sơ qua cho em cái nữa. Rồi thì mọi chi tiết cô chú anh chị cứ gọi cho vào số điện thoại 0378 224 523 sẽ gặp được em nha. Rồi em chào cô chú anh chị.